Chào mừng các bạn học sinh đến với bài giảng trực tuyến khối 3 trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Hôm nay chúng ta sẽ học bài chính tả, bài nghe viết Edison. Cô sẽ đọc mẫu, các em theo dõi và lắng nghe nhé. Edison là một nhà bác học vĩ đại. Bằng lao động cần cù và óc sáng tạo kỳ diệu, ông đã cống hiến cho loài người hơn 1.000 sáng chế, góp phần làm thay đổi cuộc sống trên trái đất chúng ta. Câu chuyện nhà bác học và bà cụ cho thấy ông rất giàu sáng kiến và luôn mong muốn mang lại điều tốt cho con người. Các em quan sát đoạn văn và cho cô biết những chữ nào viết hoa? À đúng rồi, những chữ viết hoa là chữ đầu câu, đầu đoạn và cả tên riêng. Bên cạnh đó, các em còn lưu ý các từ khó như sau: Edison, vĩ đại, thay đổi, câu chuyện. Bây giờ, cô có câu hỏi dành cho chúng ta như sau. Câu hỏi thứ nhất, tìm tên riêng trong bài chính tả. À, cô nghe một bạn đã trả lời rất là đúng ha. Tên riêng trong bài chính tả này đó chính là Edison. Vậy các em hãy nêu cách viết tên riêng nói trên nào. Câu trả lời đúng đó chính là viết hoa chữ đầu tiên có gạch nối giữa các tiếng. Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc các từ khó. Các em đọc theo cô nhé. Edison, Edison, vĩ đại, vĩ đại, thay đổi, thay đổi, câu chuyện, câu chuyện. Bây giờ các em lấy giấy nháp và bút ra, chúng ta sẽ viết các từ khó nhé. Từ đầu tiên, Edison. Các em chú ý, khi viết nhớ viết hoa chữ đầu tiên có gạch nối giữa các tiếng. Từ tiếp theo, vĩ đại. Các em chú ý, khi viết tiếng vĩ có âm y ngắn và thanh ngã. Từ tiếp theo, thay đổi. Các em chú ý, khi viết tiếng đổi, vần ôi và thanh hỏi. Và từ cuối cùng, đó chính là từ câu chuyện. Khi viết, các em lưu ý, tiếng chuyện âm đầu là chờ. Và trước khi bắt đầu viết chính tả, cô sẽ nhắc lại tư thế ngồi khi viết bài. Lưng thẳng, không tì ngực vào bàn, đầu hơi cúi, mắt cách vở khoảng 25 cm, tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ, hai chân để song song thoải mái. Bây giờ chúng ta sẽ viết bài chính tả này nhé. Ở hàng đầu tiên, cách lề vỡ một ô ly, các em viết lỗi và cách ra 6 ô ly, viết chính tả.
Sau đó ở hàng thứ hai, các em cắt lề vỡ 5 ô ly, viết Edison. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết bài nhé. Các em xuống hàng, cắt lề vỡ 1 ô ly, viết Edison là một nhà bác học vĩ đại. Chấm. Cô đọc lại. Edison. Là một nhà bác học là một nhà bác học là một nhà bác học vĩ đại. Chấm. Vĩ đại. Chấm. Vĩ đại. Chấm. Bằng lao động cần cù và óc sáng tạo kỳ diệu, phải, ông đã cống hiến cho loài người hơn 1.000 sáng chế, phải, góp phần làm thay đổi cuộc sống trên trái đất chúng ta. Chấm. Cô đọc lại. Bằng lao động bằng lao động bằng lao động cần cù cần cù cần cù và óc sáng tạo và óc sáng tạo và óc sáng tạo kỳ diệu phải kỳ diệu phải kỳ diệu phải ông đã cống hiến Ông đã cống hiến cho loài người cho loài người hơn 1.000 sáng chế phải hơn 1.000 sáng chế phải hơn 1.000 sáng chế phải góp phần góp phần
Làm thay đổi. Làm thay đổi. Làm thay đổi. Cuộc sống trên trái đất. Cuộc sống trên trái đất. Cuộc sống trên trái đất. Chúng ta chấm. Chúng ta chấm. Chúng ta chấm. Câu chuyện nhà bác học và bà cụ cho thấy ông rất giàu sáng kiến và luôn mong muốn mang lại điều tốt cho con người. Chấm hết. Cô đọc lại câu chuyện. Câu chuyện. Câu chuyện. Nhà bác học và bà cụ. Nhà bác học và bà cụ. Nhà bác học và bà cụ cho thấy. Cho thấy. Cho thấy ông rất giàu sáng kiến. Ông rất giàu sáng kiến. Ông rất giàu sáng kiến. Và luôn mong muốn. Và luôn mong muốn. Và luôn mong muốn mang lại điều tốt. Mang lại điều tốt. Mang lại điều tốt cho con người. Chấm hết. Cho con người. Chấm hết. Cho con người. Chấm hết. Sau khi đã nghe viết xong, các em dò lại lỗi sai của mình. Các em lưu ý những chữ đầu câu, đầu đoạn và tên riêng phải viết hoa nhé. Phần tiếp theo của bài học hôm nay là bài tập chính tả. Các em mở sách giáo khoa trang 33 ra và làm bài tập 2A. Em hãy chọn trờ hay chờ để điền vào chỗ trống giải câu đố. Thời gian làm bài bắt đầu.
Thời gian làm bài kết thúc và đây là kết quả đúng của bài tập này. Mặt tròn, mặt lại đỏ gay. Ai nhìn cũng phải nhíu mày vì sao? Suốt ngày lơ lửng trên cao, đêm về đi ngủ, chui vào nơi đâu? Sau khi đã điền xong, bạn nào có thể đoán được đây là gì không nào? À, cô nghe một câu trả lời của một bạn rất là đúng ha. Đó chính là ông mặt trời. Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã lắng nghe.